Xin chào quý vị, hiện tại thì Lena đang có mặt tại dự án Cityland Parkview, là một dự án mang tính biểu tượng nằm tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây thường xuyên diễn ra các sự kiện hội nghị văn hóa, văn nghệ, thể thao và là nơi tụ tập bạn bè vào những dịp cuối tuần. Và trong series Cityland có gì ngày hôm nay, hãy cùng theo chân Lena khám phá dòng sản phẩm nhà phố tại dự án này nhé. Cityland Parkview được xây dựng với 3 dòng sản phẩm là nhà phố, biệt thự và căn hộ chung cư. Trong đó, nhà phố bao gồm hai loại hình là nhà phố có hầm và nhà phố thương mại, hay còn gọi là shop house. Tất cả các căn nhà phố tại đây được xây dựng đồng bộ theo phong cách châu Âu cổ điển, mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế. Nhà phố có hầm với thiết kế là một hầm, một trệt, hai lầu và một tung. Trong khi đó, nhà phố thương mại lại được xây dựng một trệt, ba lầu và một tung, đảm bảo linh hoạt cho việc vừa kết hợp là nơi để ở, vừa là nơi kinh doanh buôn bán. Chủ đầu tư của Cityland còn có một thiết kế rất là tinh tế, đó là tại vị trí những căn đông đường thì sẽ được thay thế bằng công viên cây xanh, vừa là tăng thêm diện tích cây xanh cho dự án, vừa là tránh được lỗi phong thủy cơ bản mà các dự án thường có. Ngoài ra, tại Cityland ngoài các thiết kế có diện tích là 5x20 cơ bản, còn có những căn góc với diện tích lớn hơn, phù hợp hơn với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Hiện tại, giỏ hàng của Toàn Thịnh Phát đang có rất nhiều căn nhà phố với nhiều mức giá, diện tích và vị trí khác nhau tại các cung đường Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Lượng, trục đường 963 và các trục đường nhánh của Cityland. Và nếu quý anh chị khách hàng cần tìm kiếm thông tin về dự án hoặc đang tìm kiếm một sản phẩm phù hợp thì hãy liên hệ ngay chúng tôi theo số hotline của công ty hoặc tới trực tiếp công ty tại địa chỉ shop house P5007, đường số 12, khu dân cư Cityland Parkview, phường 10, Gò Vấp.